điều tra, xác định vụ nghi nổ khí gas lúc 5 giờ sáng ở huyện Thanh Trì. Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nổ khí gas tại một cửa hàng kinh doanh đồ ăn ở khu IEC, xã Tứ Hiệp. Vào khoảng 5 giờ sáng nay, ngày 25 tháng 4, xảy ra vụ nổ khí gas tại quán bán đồ ăn thuộc khu IEC. Hậu quả sức ép dư chấn đã làm vỡ hệ thống kính, văng mái che của cửa hàng cùng nhiều đồ đạc bị ảnh hưởng, vỡ vụn bắn xa ra hàng chục mét. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc không có người và phương tiện qua lại nên chỉ gây thiệt hại về tài sản. Ngay sau đó, KAH Thanh Trì đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh. Ban đầu nhận định do quán ăn sử dụng bình gas gây ra sự cố trên.